Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Tôi đây nè, lớn rồi, ăn kem bị dính như nít vậy đó. Đâu anh Hoàng? Đây nè. Anh Hoàng, ăn đi. Thôi. Nhưng mà thôi được rồi, được rồi. Nè, thích ăn bánh sô-cô-la đúng không? Ủa, chơi ngồi ăn kem luôn. Nè, đi ngồi xuống đây. Nguyên ăn kem luôn không? Hoàng kêu. Cảm ơn, miếng no rồi. Chị Nguyên, lâu lắm rồi á, em với anh Hoàng á mới được ăn kem chung như vậy nè. Nhớ hồi đó chiều nào á, anh Hoàng cũng chở em ăn kem hết trơn á. Ồ, vậy hả? Bình thường mà. Trời ơi, vui lắm á, hai anh em hả? Chở nhau, tới quán kem trời mưa cũng đi ăn nữa. Lãng mạn quá à. Chiều nào cũng đi luôn. Anh Hoàng á còn biết làm kem nữa đó chị. Wow, biết làm kem luôn. Bình thường chị à. Mới biết là anh Hoàng biết làm kem đó. Dễ lắm, bỏ sữa bỏ kem vô, quậy quậy quậy, bỏ gan đá thành kem. À, vậy mà tôi chưa bao giờ được ăn. Anh Hoàng á làm kem ngon dữ lắm, nhưng mà anh Hoàng chỉ hứa làm cho một mình Suri ăn thôi. Chị biết tại sao không? Buổi đó hả, trời mưa tầm tã, Suri bị té, nơi anh Hoàng á thương Suri á, cái hứa Suri như vậy á. Chỉ một mình Suri thôi. À, làm kem luôn, làm cho một mình Suri luôn. Nè đó nghe, làm được mười mấy năm thì làm suốt đời luôn đi, tới lúc mà răng rụng ăn không nổi cũng phải ráng ăn. Chị con nít mà. Anh Hoàng ơi. À. Ngon không anh Hoàng? Tất nhiên là ngon rồi. Em á còn có một bí mật động trời nữa. Nói cho mình chị Nguyên biết thôi nha. Em với anh Hoàng á còn tắm chung nữa. Cái gì? Tắm chung nữa hả? Tắm mưa chung. Em còn đặt tên cho ảnh là Chú Voi Con. À, chú voi con dễ thương á. Chú voi con, chú voi con. Nguyên, Nguyên. Trời ơi, Suri, em nói mấy chuyện đó ra chi vậy? Ủa, em thấy bình thường mà. Nguyên, Nguyên. Nè. Bỏ ra ngay. Trời, đang ăn kem ngon sao tự nhiên bỏ đi vậy? Thôi, ăn kem đó đâu ngon. Tôi về nhà tôi tự làm kem tôi ăn sướng hơn. Ê, 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 nè, biết làm kem không? Không, nhưng không biết thì tôi lấy kem đánh răng tôi ăn. Ừ, thôi, giỡn vui lắm. Đừng có... Ê, 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 tin tôi quánh một cái là gãy sắp mũi luôn không? Hả? Tôi nói cho mấy người biết nha, đừng có nói mấy cái chuyện đó ra ha, để cho tôi tức rồi này kia. Bày đặt hồi xưa con nít tắm chung. Nè. Tắm chung biết nó thấy gì mà kêu lạ hả? Chú voi nhỏ thấy gì mà kêu chú voi nhỏ vậy hả? Ê, chuyện đó chuyện hồi xưa. Hồi xưa người ta cởi chuồng tắm chung có gì đâu. Con nít mà cứ giờ lớn rồi cứ moi chuyện con nít soi mói vừa phải thôi. Tôi thích soi mói gì đó. Thôi đừng có giận nữa. Muốn ăn kem đúng không? Vô nhà đi, mà làm kem cho ăn. Thôi dẹp đi, không ăn miếng gì hết trơn á. Tôi đi vô. Ê, nè nè. Ủa dạ. Trời. Đi đâu, đi đâu, đi đâu? Suri, con định đi đâu hả? Con không. Lại đây. Ngồi yên đó đi. Đã cái chân đau vậy còn đi tới đi lui nữa. À... đó, nó động nó nhất rồi, thấy chưa? Ngồi yên đó đi. Tụi ba con mới về. Nè. Dạ. Con đi đâu? Con đâu để Suri mình vậy? Dạ, con. Ủa, Suri? Ủa, chân Suri bị sao vậy? Lúc nãy Suri đi bộ về, cái bị nó xe tới tung á,
mà nó bỏ chạy không thèm xin lỗi Suri nữa. Bây giờ Suri đau quá à. Hay quá ha. Con vậy đó hả? Suri nó qua đây lạ nước lạ cái, bỏ nó một mình vậy hả? Nè, bây giờ nghe lời ba, phải túc trực bên Suri 24/24, không được đi đâu hết. Lỡ mà Suri có chuyện gì là con chết với bà đó, nghe chưa? Ba. Ôi, gì mà giờ túc trực 24/24? Anh Hoàng, anh đã nghe ba nói gì chưa? Anh không được rời bỏ em đâu. Anh nhớ đó. Ba ơi. Ôi nè, ngủ rồi nè. Anh Hoàng, bữa nay á anh Hoàng thấy Suri làm sao? Còn phải hỏi nữa, Suri á lúc nào cũng dễ thương. Nếu như á Suri và chị Thảo Nguyên cùng rớt xuống sông, anh Hoàng sẽ cứu ai? Anh á hả? Ừ. Tất nhiên là anh sẽ chị Thảo Nguyên. Ủa Nguyên. Ôi da. Ơ Suri. Suri. Ôi da. Ông Nguyên. Nguyên có sao không? Nguyên không sao. Không sao là tốt rồi. Lần sau á đi đừng phải cẩn thận. Nếu không á để Hoàng cổng luôn cho rồi, khỏi phải chật chân. Nguyên biết rồi. Vừa phải thôi chứ. Em cũng té đâu chân cũng chết nè. Tại vì anh thấy chị Thảo Nguyên té nặng hơn em. Nặng nặng gì? Thì ghét. Không hèm lụm ghế giùm tao chứ. Trời đất ơi, bị té đau chân chứ có phải bị bại liệt cái tay đâu mà hả? Tay không có đỡ cái ghế lên được, phải nhờ người khác. Anh Hoàng á là chồng sắp cưới của Suri thì anh Hoàng phải trách nhiệm Suri chứ. Đâu ra chồng sắp cưới vậy? À? Thôi buổi bây giờ mà nói chuyện giống như nít vậy. Làm gì mà có vụ thanh mai trúc mã hồi xưa hứa hẹn là bây giờ phải cưới hả? Giấy tờ đâu, chứng minh đâu? Ba má hai bên á đã hứa hẹn với nhau rồi. Ba má anh Hoàng á cuối cùng sẽ là chồng Suri thôi, phải không? Ơ ba. Ba nghĩ sơ chỗ ba má hai bên sắp đặt là anh Hoàng phải đồng ý hay quan trọng là anh Hoàng có muốn hay không. Bây giờ anh nói đi, Nguyên, anh có muốn hay không? Anh Hoàng thôi được rồi, mỗi người vừa một câu đi. Thôi anh Hoàng để em nói anh Hoàng á phải là chồng Suri. Ơi phải là chồng gì? Suri mơ rồi hả? Nghĩ sao vậy? Sao sao vậy chứ? Anh Hoàng á phải trách nhiệm Suri, còn chị á đỡ hơn chị, không ai thèm trách nhiệm với chị hết. Anh Hoàng sẽ không bao giờ cưới một cái người mà bánh bèo giống như vậy. Em một cái người bèo mà lúc nào cũng yếu đuối, mà lúc nào cũng tỏ ra là cần người khác giúp đỡ mình. Trời ơi, còn cái chuyện á mà chịu trách nhiệm đi cô á, được cuộc đời của cô là ba má cô chịu trách nhiệm chứ tự nhiên hả bắt anh Hoàng chịu trách nhiệm là sao nè? Chị quá đáng vừa phải thôi chứ. Quá đáng gì? Anh Hoàng là chồng của em. Trời ơi, không có gì đó đâu ha, đừng có mơ cái chuyện đó. Ha, bánh bèo hả? Chị đợi coi đi. Ê, ê, anh ơi. Anh ơi. Cái gì cha nội? Hút thuốc gì vậy? Tụi nó hút thuốc là một thuốc. Báo động cháy nãy giờ đó. Hả? Cháy hả? Cháy. Cháy. Hết cháy rồi. Tại nãy rồi đó bánh mì nó bị hét nên hôi bốc lên, có báo động thôi. Ủa, còn hai người bạn tôi đâu rồi? Nghe báo động là hai cổ chạy trước tiên luôn đó. Hả? Đây chưa thành con heo quay. Hoàng ơi. Ủa anh Huy Hoàng bị sao vậy? Nguyên Suri không hiểu.